Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải của mình em ơi. Và sau khi anh nghe Vinh xong á, thì nói chung cũng khá là nhiều anh em hỏi set đồ Khải như thế nào, tầm này chuyển qua đao. Tại vì bữa giờ Khải cũng chưa lên set đồ đao cho anh em xem á nè. Nên là hôm nay Khải sẽ lên một video set đồ đao cho anh em xem. Hiện tại điểm kỹ năng đao Khải full rồi nha mọi người. Tăng tật Khải full hết nha anh em, không thiếu luôn nha. Hiện tại Khải đang có anh em kỹ năng vẫn có anh em ơi. Và đặt mất 126 anh em, thí dụ Khải đặt mất 126 anh em ơi. Anh em kỹ năng vẫn có, đó là phi phân, nhẫn kim quang, áo và càng khôn 2 cấp trên người nè. Thì Khải đặt 5 kỹ năng vốn có và hiện tại Khải đang có tốc độ 131 thì đã mất 126 nè, đặt mất 126 của Thí Duyên nha. Nhiều anh em chơi server khác á, như Khải đã nói ở video anh Vinh trước á, nhiều anh em chơi server khác á thì những hạt Thí Duyên á chỉ đạt được 101 thôi nè. Tại vì bên những server Hồng Kim môn phái này nọ cũng vậy thôi, anh em có cầm đao Hồng Kim và kèm theo kỹ năng này nọ thì anh em cũng chỉ tầm đạt 101 là hết rồi. Lý do tại sao ở đây server này lại đạt được 126 thì đơn giản thôi em, thì nó có cái sơn hàm 1 anh em đó, cái sơn hàm 1 này tăng tốc độ đánh ngoại công thêm 11% anh em đó, thêm 11% thì hiện tại Khải đang được 131 thì đạt 126 anh em, đạt 126 của Thiên Đao nha mọi người, đó quá đẹp luôn nè. Nếu không có cái sơn hàm 1 này thì tốc của Khải chỉ được 121 và nó chỉ đạt 101 thôi nè, nó chỉ đạt 101 mà thôi, 121 thì chỉ đạt 101 thôi nè, không được 126. Nên là cái sân hàm 1 này là nó đạt cho con Thí của Khải đạt 126 nha mọi người. Rồi, đây anh em cùng xem sơ qua. Năm kỹ năng thì được thức ảnh 90%. Đó. Rồi 25 bên tung vỡ ảnh. Chấn phái 35. Đó, rồi anh em cùng xem set đồ. Đào tóc 30 sát thương 29 vòng 1, phát sáng anh em, đã khá là đẹp. Đó cho anh em xem set đồ này. Đó, ok chưa? Rồi gia truyền kháng cả 14, sinh lực và kháng banh 19. Nón phòng thủ 28. Áo kỹ năng 1 cấp, bao tay kháng lô 30, nhẫn kháng lô 26 và giày kháng lô 30, đai lưng làm chậm 40, nhẫn kim quang 1 và ngọc bội 40 làm chậm. Hiện tại đang có 80 làm chậm và full đam nha mọi người. Khải bỏ chó luôn, Khải lấy thêm kháng lô ở một vị trí này. Đó, dạ thôi anh em, đơn giản thôi. Hôm trước thì Khải hay mang là cái kiểu là nhẫn trên kháng lô 40, nhẫn trên chó 40 và nhẫn dưới này làm chậm 40. Thì kèm với cái đai lưng thì đạt 80 chậm và ngập bội Khải sẽ mang là ngập bội kháng lô 30 nè. Thì nay Khải mang cái nhẫn kim quang này thì Khải sẽ có một chút thay đổi một tí, Khải bỏ chón thôi nè, đơn giản Khải bỏ chón thôi, bỏ chón thì thêm cái kỹ năng muốn có một cấp vào và cái ngập bội 30 thì thay cái nhẫn 26 đó, nó chỉ trên như một tí thôi. Rồi ok chưa, anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em ơi. Đó sẽ thiên